Vâng, xin chào tất cả anh em. Hôm nay mình xin giới thiệu đến anh em một cây dao đề ba chuyên làm cá của Nhật, hãng Masamoto. Đây là một cây dao khá hiếm ha. Đây là cái dáng dao này thì rất là khó tìm. Rồi, đó, anh em thấy ha. Đó, đặc biệt là cây dao này làm bằng thép chế xanh nha. Đó, hãng Masamoto và được làm bằng thép chế xanh. Dao chuyên làm cá ha. Cây này thì nói chung là cái lưỡi của nó rất là dài. Cây này lưỡi của nó là 23,7 cm. Đó, bản rộng của nó là 4,9 cm và chiều dày gần cán là 8 ly. Đó, cán gỗ khâu sừng khá là dày. Cái này thì nó dính một chút bụi ở trên đây ha. Đó, nhìn nó khá là bự ha, cái lưỡi nó cũng dài. Đó, thép chí xanh hẳn hoi. Đó, đây là mặt trước ha. Rồi, ok, mình sẽ đây là phần cán nha. Phần cán thì nó có cái dập mộc của Masamoto phía sau. Đó, cán gỗ khâu sừng, sừng thì rất là dài. Đó. Cây này thì cho anh em làm đầu bếp chuyên nghiệp ha. Mấy anh làm đầu bếp chuyên nghiệp thì sẽ hay xài những cây dao như thế này. Đó. Tại vì nó cũng hơi là nặng tay ha, làm cá lớn. Đó. Rất là ngọt ha. Cầm rất là đầm tay. Con này thì nói chung là nó nhìn nó hàng bãi nhưng mà nó khá là hiếm với con này ha. Con này thì mua theo dạng hình thức đấu giá bên Nhật. Đó. Rồi, anh em nào có nhu cầu sử dụng con dao này thì vui lòng liên hệ mình theo số điện thoại có để trên tiêu đề clip giúp mình nha.